Cụ bà 76 tuổi đi bộ về An Giang được cảnh sát giao thông giúp đỡ. Dịch Covid-19 kéo dài hơn 4 tháng qua, nhiều người con xa xứ không thể trở về nhà, cố gắng cầm cự nhưng rồi cũng không thể trụ lại mảnh đất Sài Gòn hoa lệ được nữa. Những ngày này, quốc lộ 1A hướng về miền Tây còn ồ ạt dòng người về quê như những ngày trước, những chuyến xe hồi hương cuối cùng cũng đang lần lượt trở về. Tối ngày 6 tháng 10, tại chốt kiểm soát của thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh với địa phận tỉnh Long An, trạm cảnh sát giao thông thị trấn Tân Túc phát hiện bà Trần Thị Ất đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh An Giang. Bà Ất được lực lượng chức năng hỗ trợ thức ăn và nước uống để nghỉ ngơi sau một ngày dài đi bộ. Vì nhớ cháu ngoại, bà Trần Thị Ất lên thành phố Hồ Chí Minh thăm cháu mới được vài ngày thì dịch bùng phát, cũng vì dịch mà con gái bà đi làm thuê không được về nhà. Tưởng rằng lên thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đoàn tụ cùng với gia đình con gái, nhưng rồi bà Ất cũng phải lủi thủi một mình ở chung cư Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bà bị kẹt ở đây hơn 4 tháng, nay nghe tin chồng trở bệnh nặng, bà quyết khăn gói lên đường về quê, được một người quen cho chiếc xe nôi cũ, bà Ất chất toàn bộ gia tài của mình lên đường. Hình ảnh bà cụ khom lưng đẩy chiếc xe với lỉnh kỉnh đồ đạc đi hàng trăm cây số khiến ai cũng lặng người. Trước đó, các con bà cũng đã đăng ký xe không đồng cho bà về quê, tuy nhiên vẫn chưa có suất. Bà Ất chia sẻ, con cái tôi đông lắm, nhưng mỗi đứa một nơi, tôi không muốn làm phiền con cái, nên nói dối là đi xe đò về quê cho tụi đó an tâm. Ở quê tôi làm ruộng, nên đi bộ thế này cũng không sao, miễn là được về đến nhà. Với đôi mắt buồn, bà ngồi trong chốt kiểm soát mà thấp thỏm không yên, cứ nhìn từng chiếc xe đi qua, hy vọng có ai đó đồng ý chở bà về. Khoảng 20 giờ tối, sau khi lực lượng công an thuyết phục, cuối cùng cũng có một chiếc xe tải chịu chở bà về quê. Các chiến sĩ công an dìu bà lên xe tải, chiếc xe nôi thì để ở thùng xe. Tuy đã lên xe rồi nhưng bà vẫn không quên ngoái nhìn kiểm tra xem chiếc xe gia tài của mình có bị bỏ quên lại không. Bà Ất xúc động, tôi mừng lắm, cuối cùng cũng có xe đưa về, nếu tôi đi bộ thì không biết bao giờ mới về gặp được ông nhà, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bà nắm chặt tay cảnh sát giao thông và cảm ơn, ánh mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.